Yo, xin chào tất cả mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái video cũng rất là đặc biệt, khi mà mình sử dụng toàn bộ là bằng bài trà đây, với cái chủ đề đó chính là tiết lộ về cái sự kiện sẽ diễn ra trong khoảng từ nay đến cuối năm. Bây giờ đã là tháng 5 rồi nhá, bắt đầu từ khoảng tháng 5 cho đến tháng 12 của năm nay, xem là cái sự kiện gì sẽ đến với bạn. Thì chúng ta có 4 sự lựa chọn, là 4 cái tụ bài ở đây nhá. 1 này, 2, 3 và 4 nhá. Ở mỗi một tụ bài thì sẽ bao gồm một lá khía cạnh. Cần khía cạnh nó sẽ mang tính chất đặc biệt, highlight ở trong cái giai đoạn từ nay đến cuối năm. Cái lá số 2 ở đây nó sẽ miêu tả về cái tháng mà có thể xảy ra những cái sự kiện đặc biệt ở đây. Và thứ ba ở đây chính là cụ thể hơn về cái sự kiện sẽ diễn ra nhá. Rồi, các bạn chú ý nhá, mình sẽ không đặt bất kỳ một cái gì lên bất kỳ cái tụ bài này. Hãy chọn nó theo trực giác. Nếu như mà khó chọn quá thì chọn cho mình một con số từ 1, 2, 3, 4. Mình chỉ mong muốn các bạn đấy chính là cố gắng chọn một trong các tụ thôi, đừng tham quá mà chọn tất nha. 1, 2, 3, 4, cùng xem tiết lộ về cái sự kiện đặc biệt nào sẽ đến với các bạn trong cái giai đoạn từ nay đến cuối năm nhá. 1, 2, 3, 4. Và đây sẽ là một cái video rất là ngắn thôi. Hôm nay cũng là một cái ngày nghỉ, ngày 30 tháng 4 là ngày nghỉ, cho nên là mình cũng ra một cái video mang tính giải trí cho các bạn xem trong rất là ngắn thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Rồi, chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Thì hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trải bài chung trên, nó không thể đúng với tất cả mọi người được. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái khía cạnh đầu tiên trong giai đoạn từ nay đến cuối năm mà các bạn cần chú ý là gì nha. Rồi, đó là ở khía cạnh công việc nhá. Công việc sẽ là một trong những cái điều, cái khía cạnh quan trọng, có những cái diễn tiến quan trọng hay là có những cái thay đổi quan trọng diễn ra trong khoảng từ nay đến cuối năm. Đầu tiên ở đây, tiếp theo là chúng ta sẽ xem về những cái sự kiện sẽ diễn ra, có thể là liên quan đến công việc hoặc là không nhá, thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đây sẽ là cái sự kiện mang tính được highlight, được nổi bật ở đây. Đầu tiên, đây bên này mới đúng. Đầu tiên là mình thấy rằng là có một cái sự thay đổi sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Và cái sự thay đổi này nó mang cái tính chất tích cực, tốt đẹp. Có thể một số bạn nếu liên quan đến công việc, có thể các bạn sẽ đổi việc, đổi chỗ làm, hoặc là các bạn đổi vị trí. Đó, và mình thấy rằng là nó đem đến cho bạn một cái cơ hội tốt hơn, một cái cuộc sống tốt hơn, một cái môi trường tốt hơn. Số 2 là mình thấy các bạn sẽ có những cái chuyến đi nghỉ ngơi đây, có thể là đi chơi hoặc là đi chuyến đi nghỉ gì đó rất là vui vẻ đó. Có thể là các bạn quyết định thay đổi đến một môi trường mới, và ở cái môi trường đó thì các bạn có thể sẽ có những cái chuyến đi nghỉ ngơi gì đó. Và số 3 ở đây thì mình thấy rằng là có thể trong công việc ấy, cũng có thể liên quan đến yếu tố công việc ở đây hoặc là không, tùy nhá, nhưng mà mình thấy là có một ai đó rất là ngưỡng mộ bạn. Một ai đó đang rất là ngưỡng mộ bạn. Nhưng mà ở đây thì không còn nói rõ là nam hay là nữ. Và cái tình cảm cũng như là cái biểu hiện của họ như nào, mà là chỉ nói là đang có một cái người rất là ngưỡng mộ bạn, đang có một người rất là ngưỡng mộ bạn, rất là hâm mộ bạn, có thể nhìn ngắm bạn từ xa. Đó. Và mình thấy rằng là trong khoảng từ đây đến cuối năm thì cái cảm xúc của bạn nó cũng khá là tích cực, đặc biệt là các bạn cảm thấy rằng là cái tình yêu thương của mình đối với gia đình ngày càng nó ngày càng sâu sắc hơn, nó ngày càng gắn kết hơn, và bạn cảm thấy rằng gia đình của bạn là một cái phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn. Cho dù còn bao nhiêu thứ quan trọng khác như công việc, tình yêu, nhưng mà gia đình nó là chính là cái chỗ dựa của bạn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem những cái tháng mà có thể sẽ xem cái tháng mà có thể sẽ diễn ra những cái sự kiện nổi bật ở đây. Tháng của các bạn đấy chính là tháng 11 nhá. Tháng các bạn là tháng 11, có thể sẽ diễn ra những cái sự kiện nổi bật ở đây. Rồi. Với các bạn số 2 ở đây thì cái khía cạnh mà các bạn khía cạnh trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm được coi là highlight, được coi là nổi bật ấy, đó chính là một cái khía cạnh đem đến cho bạn sự hạnh phúc. Khía cạnh hạnh phúc. Yeah. Chúng ta bắt đầu với những cái lá bài trà đây, và nhớ đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhá. Bởi vì đây là trà bài chung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Chúng ta cùng khám phá với những cái lá ở đây. Thì đầu tiên ý, mình thấy rằng là trong cái giai đoạn từ nay đến cuối năm thì mình thấy rằng là sẽ có rất là nhiều cái sự lãng mạn tồn tại xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Có thể là bản thân bạn, có thể là sẽ có mối quan hệ lãng mạn khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc, hoặc là bạn cảm thấy những cái sự lãng mạn nó cứ đang chảy xung quanh trong cuộc sống của các bạn.
hoặc là các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái buổi tiệc, những cái sự ăn mừng, hoặc là đi rất là nhiều những cái đám cưới tình yêu gì đó. Đây các bạn có hai lá đều hướng đến romance thì với cái dự cảm của mình là kiểu gì tình yêu cũng rất là dễ gõ cửa nhà bạn rồi đấy. Và cũng có thể là trong cái giai đoạn từ đây đến cuối năm các bạn cũng sẽ tham gia rất là nhiều những cái buổi tiệc, buổi ăn mừng ở đây, rất là vui và cái không khí lãng mạn thì nó tràn ngập trong cuộc sống của các bạn. Tiếp theo thì mình thấy rằng là bạn hãy biết rằng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm thì có những cái thứ nó sẽ không đi theo ý của các bạn, và mà mình thấy rằng là sẽ có những cái sự thay đổi nó đang đến với cuộc sống của các bạn. Tức là có thể cuộc sống của bạn nó đang bình bình lặng lặng và bạn nghĩ là mọi thứ nó sẽ cứ như thế này thôi. Thế nhưng mà thực chất là mọi thứ nó sẽ không như thế mãi, mà nó sẽ phải có những cái sự chuyển đổi, sẽ có những cái sự thay đổi sẽ diễn ra ở đây. Và mình cũng khá nghi ngờ cái sự thay đổi này đó liên quan đến một cái gì đấy rất là màu hường ở đây đấy. À, và mình thấy một cái điều nữa ở trong cái giai đoạn khoảng từ đến cuối năm của bạn ấy, đấy chính là mình thấy rằng là cái sự ủng hộ sẽ đến với bạn. Có thể cái sự ủng hộ này đến từ những cái người xung quanh, cái sự giống như là mọi người sẽ tôn vinh bạn này, sẽ ca ngợi bạn này, sẽ ủng hộ bạn rất là nhiều trong cái thời điểm từ nay đến cuối năm. Và điều đấy khiến cho bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Nói chung đây là một điều rất là tuyệt vời đối với những cái bạn nào mà đã chọn tụ bài số 2. Yeah. Và cái tháng mà các bạn cần phải để ý ở đây á, đấy chính là cái tháng có thể là sẽ diễn ra các cái sự kiện, sẽ diễn ra các sự kiện ở đây mà mình có thể nói vừa rồi ấy. Hoặc là đây sẽ là một cái tháng quan trọng của các bạn ấy. Đây chính là tháng 7 nhá. Các bạn số 3, chọn số 3 thì hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và vì đây là trẻ bé trung niên không thể đúng với tất cả mọi người được. Cùng xem tiết lộ về cái sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong khoảng từ đây đến cuối năm của bạn là gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ xem cái lá khía cạnh trước. Khía cạnh của các bạn đấy chính là kết hôn. Các bạn nào có ý định sẽ kết hôn trong khoảng từ nay đến cuối năm không à mọi người ơi? Chắc bây giờ chưa nghĩ ra đâu, biết đâu. Sự bất ngờ nó lại đến với chúng ta thì sao? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng xem cái phần sự kiện sẽ diễn ra ở đây nhá. Rồi, sự kiện ở đây thì thứ nhất là mình thấy rằng là sẽ có một cái tin tức được đem đến trong cái thời điểm tiếp theo. Tin tức này có thể liên quan đến cái sự kết hôn kia hoặc là không. Nhưng mà cũng có thể một số trường hợp là một cái sự kết hôn này liên quan đến cuộc sống của bạn, hoặc là liên quan đến những người xung quanh trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như là anh chị em hoặc là những cái người quan trọng nào đó của bạn kết hôn chẳng hạn. Thì mình thấy là sắp tới sẽ có một cái tin tức mới nào đó được đem tới. Mình không biết là tin gì, nhưng mà có thể tin này nó sẽ đem đến cho bạn những cái khởi đầu mới, những cái cơ hội mới và một cái con đường mới nó được mở ra. Còn những với những bạn nào mà đã có ý định kết hôn trong năm nay ấy, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm ấy, thì mình thấy rằng là chính cái quyết định này của các bạn ấy, nó sẽ mở ra những cái bước ngoặt mới, những cái con đường mới, và bạn chính thức bước sang trang mới trong chính cuộc đời của các bạn. Và mình thấy rằng là để mà đạt được những cái thành công, những cái thành tựu trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm ấy, thì mình thấy là bạn cần rất là nhiều cái sự nỗ lực ở đây. Đó. Nói chung là mình cũng cảm thấy rất là tò mò đối với cái tụ bài này. Mình hy vọng là từ nay đến cuối năm, sau khi mà xảy ra những cái sự kiện này, các bạn quay trở lại đây để báo tin cho mình nhá. Và mình thấy rằng là một lần nữa cái lá bài về cái sự tin tức, chờ đợi một cái tin tức mới, một cái bức thư hay là một cái thông tin gì đó ấy, nó sẽ đến với các bạn trong thời điểm tiếp theo. Mình nghĩ là nó cũng sẽ thuộc dạng bất ngờ đấy. Nhiều bạn có thể là được ai đó mời đi đám cưới, nhưng mà đây cũng là một cái sự kiện quan trọng gì đó đấy. Tức là trong cái đám cưới đấy, một là đám cưới của người đặc biệt đối với bạn, hai là đám cưới bạn, ba là đám cưới đấy, trong đó có một cái sự kiện gì đấy đặc biệt. Ví dụ như nó đánh một cái dấu mốc thời mốc quan trọng cho cuộc đời của các bạn chẳng hạn. Ví dụ như là bạn gặp được người bạn cần gặp chẳng hạn thì sao? Đó, rất là nhiều chiều hướng có thể diễn ra ở đây. Thì bây giờ mình sẽ xem là cái tháng sẽ có thể diễn ra cái sự kiện này là gì. Wow. Cái tháng mà diễn ra cái sự kiện này là tháng 10. Đây là khoảng thời gian tháng 10 dương, thì đây khoảng dương nhá. Thì có thể là bạn được vào khoảng tháng 9 âm, cái tầm đấy là rất là nhiều đám cưới đúng không các bạn ơi? Rồi. Chúng ta sẽ đến với số 4 nhá. Các bạn chọn số 4 nhá. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và đây là trẻ bé trung trên, nó không thể đúng với tất cả mọi người được. Với cái chủ đề đó chính là tiết lộ về cái sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong khoảng từ đây đến cuối năm của bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái khía cạnh mà mang tính chất highlight quan trọng đấy. Rồi, đó chính là tình yêu. Tình yêu nó sẽ là một trong những cái
cái khía cạnh rất là quan trọng cho bạn từ nay đến cuối năm. Bạn nào mà chưa có người yêu có thể sẽ có người yêu nè. Bạn nào mà có người yêu rồi thì có thể mối quan hệ của các bạn tốt hơn thì sao, hoặc là lên một tầm cao mới thì sao, thì chúng ta cũng khám phá thông qua những cái lá bài sự kiện ở đây. Sự kiện ở đây thì thứ nhất là mình thấy rằng là có một cái, thứ nhất là cái cuộc sống của bạn nó có một cái nền tảng rất là vững chắc và cái sự thành công thì nó được đảm bảo. Cái điều này thì nó có thể đến trong công việc hoặc là trong tình yêu nhá. Bởi vì là cái khía cạnh ở đây highlight như vậy, nhưng mà những cái sự kiện ở đây chưa chắc đã nhắc đến đúng với cái khía cạnh này. Thế nhưng mà cái sự, nếu như đôi khi trong chuyện tình yêu á, thì có thể là đang nói đến cái việc đấy chính là bạn đang có một cái mối quan hệ cực kỳ là vững chắc và xây dựng được một cái mối quan hệ mà có cái tiềm năng để đi đến thành công. Số 2 là mình thấy rằng là một cái hành trình dài là sẽ bắt đầu trong cuộc sống của các bạn. Và khi mà cái đây là một hành trình dài trong cuộc sống của các bạn, nó có thể liên quan đến mặt vật lý hoặc là tinh thần. Và khi mà bạn kết thúc cái hành trình này á, bạn sẽ học được rất là nhiều bài học. Không biết là hành trình gì đây. Và số 3 thì mình thấy rằng là đây đang nói về cái việc đấy chính là sự khôn ngoan và tháo vát ý, sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều, đặc biệt ở trong công việc kinh doanh. Cho nên những bạn nào mà trong cái giai đoạn từ nay đến cuối năm có làm kinh doanh á, thì phải để ý giúp mình, đấy là cái sự khôn ngoan và tháo vát nó sẽ đóng vai trò quan trọng nhá. Rồi, và cái lá ở đây cũng nói về việc đấy, trong giai đoạn từ nay đến cuối năm thì là một cái giai đoạn mà bạn nên tích cực hành động. Hành động vì mục tiêu của bạn đó, hoặc là hành động vì bất kỳ một cái mong muốn nào đó mà bấy lâu nay bạn đã luôn ấp ủ chẳng hạn, thì hãy hành động. Và bây giờ mình thấy rằng là cái lá này có thể liên kết với cái tháng ở đây. Cái tháng mà có thể sẽ diễn ra những cái sự kiện quan trọng của bạn liên quan đến câu chuyện tình yêu, có thể là tình yêu hoặc là những cái sự kiện ở đây, đó chính là tháng 12 nhá. Và có thể tháng 12 cũng chính là một cái tháng rất là thích hợp để cho các bạn dự định làm gì thì nên hành động đi. Rồi, và đó là số 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.